Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Huyện ủy Chư Mờ Ga kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện. Một Đắk Lắk chuyển đổi số, Đắk Lắk đẩy mạnh chuyển đổi số hướng đến nền kinh tế số. Thời sự trong nước, liên kết vùng tạo động lực phát triển. Tổng thống Erdogan tuyên bố chiến thắng bầu cử tại Thổ Nhĩ Kỳ. Làn sóng đình công tại Anh chưa hạ nhiệt là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Sáng nay 29 tháng 5 năm 2023, Huyện ủy Chư Mờ Ga đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 9, Huyện ủy Chư Mờ Ga đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,87%, tổng vốn đầu tư xã hội đạt trên 21.600 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2022, thu ngân sách đạt hơn 346 tỷ đồng, tăng 88% so với nghị quyết. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu của xã hội. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hơn 2 năm qua, toàn huyện kết nạp mới được 361 đảng viên, hàng năm có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, huyện Chư Mờ Ga tiếp tục đẩy mạnh công tác thu ngân sách, khai thác hiệu quả các nguồn thu, triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện được công nhận huyện nông thôn mới, v.v. Bảng thi số 3 vòng loại Hội thi quân sự võ thuật Lực lượng Công an Nhân dân lần thứ 2 năm 2023 vừa bế mạc. Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Bảng thi số 3 vòng loại Hội thi quân sự võ thuật Lực lượng Công an Nhân dân lần thứ 2 năm 2023 do Công an tỉnh Đắk Lắk đăng cai. Có gần 1.000 cán bộ chiến sĩ đến từ 19 đơn vị công an tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia. Các đội đã trải qua các phần thi kỹ chiến thuật, đồng diễn võ thuật, ứng dụng võ thuật công an nhân dân và phần thi quân sự vượt vật cản, bắn súng quân dụng. Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt các mục đích yêu cầu đề ra. Các vận động viên tham gia thi đấu đều thể hiện được tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sự tự tin, kinh nghiệm và đạt được kết quả tốt. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Công an tỉnh Đắk Lắk, giải nhì toàn đoàn thuộc về Công an ba tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Đắk Nông. Công an các tỉnh Gia Lai, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi đạt giải 3 toàn đoàn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải khuyến khích cho công an 6 tỉnh và trao các giải nhất nhì 3 cho những tập thể cá nhân đạt giải ở từng nội dung thi. 8 đội tuyển đạt thành tích xuất sắc sẽ dự thi vòng chung kết hội thi quân sự võ thuật Lực lượng Công an Nhân dân lần thứ 2 năm 2023 tại tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 sang năm 2023, nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương, với số vốn hơn 1.527 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023, nguồn ngân sách trung ương là gần 279 tỷ đồng trên 17 dự án. Nguồn vốn ngân sách địa phương là hơn 1.248 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn chủ đầu tư thủ tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân, chịu trách nhiệm kiểm soát và không cho phép thực hiện giải ngân vượt số vốn được phép kéo dài của từng dự án. Các chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân cấp huyện căn cứ danh mục dự án được kéo dài để chủ động triển khai đẩy nhanh giải pháp thi công, bảo đảm đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, giải ngân toàn bộ số vốn được kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng kéo dài trên diện rộng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, trong khi đó hệ thống điện quốc gia đang đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung. Trước tình hình này, ngành điện Đắk Lắk đã tăng cường tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả tại các cơ quan doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hàng năm, doanh nghiệp này đang thực hiện sản xuất 20.000 tấn tinh bột sắn. Hiện nay, mỗi tháng công ty tiêu thụ hơn 2 tỷ đồng tiền điện vào các tháng cao điểm sản xuất, điện chiếm khoảng từ 10 đến 15% giá thành sản phẩm. Trong giai đoạn này, công ty đang tạm dừng sản xuất để tập trung cho các hoạt động bảo dưỡng dây chuyền, nhưng các hoạt động tiêu thụ điện năng vẫn thường xuyên diễn ra. Để tiết kiệm điện trong sản xuất, doanh nghiệp đã áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm điện tích cực, giúp giảm từ 7 đến 10% sản lượng điện sử dụng so với các năm trước. Hướng dẫn toàn bộ công nhân chương trình tiết kiệm điện và vận hành các thiết bị cho đúng, có an toàn về thiết bị điện của toàn nhà máy. Và thứ hai nữa là nhà máy là thay đổi các thiết bị sử dụng không hiệu quả theo cái dây chuyền thiết bị mới hiện nay. Và thứ ba nữa là nhà máy đấu lắp thiết bị dầu viên tầng để cho nó dồn có cái tiêu hao năng lượng cùng một công suất. Song song với tuyên truyền tiết kiệm điện trong sản xuất, ngành điện Đắk Lắk cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện trong tiêu dùng. Cán bộ công nhân viên ngành điện đã hướng dẫn cụ thể các hộ gia đình cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là các thiết bị gia dụng có hiệu suất điện năng cao như điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, các thiết bị làm mát hao tốn điện năng. Trong điện sinh hoạt đối với ban ngày là hầu như là chúng tôi hạn chế đến mức thấp nhất là sử dụng những cái bóng điện chiếu thắp sáng này, mà chỉ sử dụng điện tự nhiên, tức là bằng mở các cửa sổ cửa kia để cho anh lấy sáng tự nhiên và gió để cho mát. Cái thứ hai là đối với để tiết kiệm điện thì đối với tất cả cái thiết bị điện ấy thì chúng tôi là luôn luôn là sử dụng rồi cái thiết bị điện là nó có cái tính là tiết kiệm nhất. Như là trước đây ta thường dùng những cái bóng điện dài đấy là từ 25 đến 60 W. Thế nhưng hiện nay là chủ yếu là sử dụng những cái bóng điện là chỉ có 10, 5, 15 đến 20 W thôi, nên nó giảm đi điện. Công ty Điện lực Đắk Lắk đang cung ứng điện cho trên 588.500 khách hàng trên địa bàn 15 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc. Trong các tháng mùa khô, sản lượng điện tiêu thụ phục vụ bơm tưới, sản xuất và sinh hoạt trong hệ thống điện tỉnh đã tăng hơn 13%. Công ty đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, mong muốn nhận được sự chia sẻ của các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nhằm giảm áp lực nguồn cho hệ thống điện quốc gia. Công ty Điện lực Đắk Lắk đã làm việc với các cái cơ quan chính quyền địa phương để tuyên truyền trong cơ quan doanh nghiệp cũng như các cái khách hàng ở trên tại địa phương để sử dụng điện một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Thì trong việc đối với các hệ hồ tiêu thụ điện sử dụng sinh hoạt thì thực ra cần chú ý lưu ý trong quá trình sử dụng thiết bị điện giống như điều hòa, rồi bù lạnh, rồi các cái thiết bị chiếu sáng thì thử mình nên sử dụng mà hết sức là tiết kiệm. Việc sử dụng tiết kiệm điện góp phần quan trọng trong việc giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Riêng với khách hàng, sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí hóa đơn tiền điện. Với các doanh nghiệp, việc tiết kiệm điện sẽ góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn. Qua đó đã thay đổi tư duy từ sản xuất manh mún nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho hội viên. Nhằm phát huy thế mạnh của địa phương, năm 2018, Hội Nông dân thị trấn Buôn Chấp, huyện Krông Anna đã vận động các hộ trồng hoa trên địa bàn thành lập tổ hợp tác trồng hoa để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc từng loại hoa. Từ khi tổ hợp tác đi vào hoạt động, 12 thành viên của tổ đã được tham dự các buổi tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân 150 triệu đồng để đầu tư, mở rộng sản xuất.
từ đó chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao, đầu ra dần được ổn định, đời sống các thành viên được nâng lên rõ rệt. Tổ hợp tác nghề nghiệp trồng hoa thị trấn cung cấp cho bà con là Tết rất nhiều, hoa lê ơn là khoảng 2 tấn củ, còn cây cúc là khoảng 200 đến 300 ngàn cây. Còn bà con làm hoa quanh đấy là hình như làm hoa quanh năm. Là rằm 30 là tôi cung cấp cho bà con lấy nguồn giống từ Đà Lạt, là cung cấp cho bà con là một tháng là 6 đến 70 ngàn cây. Gia đình bà Lữ Thị Đó ở tổ dân phố 7 thị trấn Buôn Chấp là một trong những hộ đầu tiên phát triển mô hình trồng hoa với diện tích gần 1.000 m². Gần 30 năm gắn bó với cây hoa, bà Đó cho rằng kỹ thuật chăm sóc là yếu tố quyết định đến chất lượng năng suất. Vì vậy, việc tham gia tổ hợp tác là điều cần thiết, tạo cơ hội cho các thành viên gặp gỡ, chia sẻ về kỹ thuật, giới thiệu cho nhau thị trường tiêu thụ thì hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Trồng hoa là cũng được đó, bà con mà thích trồng hoa thì cứ làm. Tuy rằng diện tích ít nhưng mà mình siêng năng mình làm thì nó tốt thì mình thu hoạch là nó được. Đến nay các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng được hơn 300 mô hình tổ hợp tác với hơn 3.000 thành viên tham gia. Hoạt động của các tổ hợp tác không chỉ trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về giống, vốn, kỹ thuật mới, cung cấp thông tin, tiêu thụ sản phẩm mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi từ sản xuất nhỏ, manh mún sang sản xuất hàng hóa, là cơ sở để hình thành các hợp tác xã, các doanh nghiệp, các hiệp hội trong nông nghiệp, nông thôn. Thì trong những năm qua thì Hội Nông dân thị trấn Buôn Chấp đã thành lập được 4 tổ hợp tác và trong đó thì cái nguồn vốn được tiếp cận đối với lại nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân của huyện, tỉnh và trung ương là đến bây giờ là trên 1 tỷ đồng. Đấy, từ cái nguồn vốn đấy thì đã thành lập ra 4 tổ hợp tác. Đầu tiên là tổ hợp tác trồng tiêu xen canh cà phê, tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản, tổ hợp tác trồng hoa và đến bây giờ là tổ hợp tác là trồng cây nhãn hương chi. Và bước đầu khi tiếp cận được cái nguồn vốn này thì bà con hội viên nhân dân đó, thì là đã dùng cái nguồn vốn này để phát triển kinh tế và đến đây là khá là hiệu quả. Xác định việc chuyển đổi hình thức sản xuất theo hướng tập thể là rất cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Thời gian tới, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục vận động, hỗ trợ, hướng dẫn hội viên, nông dân xây dựng tổ hợp tác, tổ liên kết theo các nhóm hộ cùng mục đích sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thưa quý vị và các bạn, một trong những điểm nhấn của nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đó là chuyển đổi số quốc gia, coi phát triển kinh tế số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá của nhiệm kỳ. Xác định chuyển đổi số là động lực thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực chuyển đổi số hướng đến nền kinh tế số phát triển. Kinh tế số được xác định là hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng số và phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ số, dữ liệu số để tạo ra những mô hình kinh doanh mới. Phát triển kinh tế số là sự hội tụ của nhiều công nghệ mới. Lợi ích mà doanh nghiệp người dân thấy rõ nhất trong lĩnh vực thuế là cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh ứng dụng số và các hoạt động kê khai, nộp thuế điện tử, kết nối với hệ thống ngân hàng trong giao dịch, nộp và chuyển tiền, giúp tăng cường hiệu quả minh bạch trong quản lý. Năm 2022 thì ngành thuế có triển khai cái hóa đơn điện tử thì tôi thấy là rất là tiện lợi để cho các hộ kinh doanh và các công ty đỡ phải đi lại xa xôi để làm hóa đơn, thì tôi thấy cũng rất là tiện lợi cho người dân. Đến năm nay thì ngành thuế lại sử dụng cái hóa đơn điện tử xuất trực tiếp ở máy tính tiền, thì tôi thấy cũng rất là tiện lợi để mình quản lý được cái doanh nghiệp của mình. Trong vài năm trở lại đây, kinh tế số của Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc. Hàng loạt chính sách nhằm hỗ trợ cũng như ưu đãi doanh nghiệp chuyển đổi số được ban hành. Không chỉ vậy, hạ tầng số quốc gia cũng được phát triển với tốc độ cao. Viễn thông, thanh toán điện tử, điện toán đám mây, nền tảng định danh và xác thực số đang được chú trọng đầu tư. Để hỗ trợ phát triển kinh tế số, Đắk Lắk đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, chỉ số chuyển đổi số của tỉnh trong nhóm 20 trên 63 tỉnh, thành phố. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.
hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình và 100% xã. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử là trên 50%. Thì mục tiêu của tỉnh cũng đang cùng với các doanh nghiệp để làm sao đến cuối năm 2023 thì 100% các cái hộ dân được sử dụng internet băng thông rộng. Đó, đến 100% các hộ được sử dụng. Và phấn đấu sẽ đầu năm 2023 sẽ phủ sóng 5G. Bên cạnh đó thì đang khuyến khích tất cả các doanh nghiệp sẽ ký kết với tất cả các huyện, các xã để hỗ trợ cho các địa phương trong cái việc thúc đẩy chuyển đổi số nói chung cũng như là hỗ trợ cho người dân để tiếp cận các cái nền tảng này. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk tập trung xây dựng và cụ thể hóa các cơ chế chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế số, đầu tư xây dựng hạ tầng cho chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, hỗ trợ nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã, đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu của kinh tế số.